Kính chào quý vị các bạn thân mến. Các bạn đang theo dõi bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, thị trường vàng thế giới vừa có tuần giao dịch biến động mạnh và thỏa mãn nhu cầu của giới đầu tư khi mà giá đã vượt xa khỏi mốc cản là 1.800 hay là 1.810 đô la Mỹ một ao. Qua đó ghi nhận tuần giao dịch tăng khoảng 36 đô la Mỹ với tỷ lệ là 2%. Điều khiến cho giá vàng tăng mạnh là bài phát biểu của Chủ tịch Fed ông Powell. Ông cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ có khả năng sẽ bắt đầu rút lại một số biện pháp nới lỏng tiền tệ trước khi kết thúc năm 2021. Tuy vậy, ông vẫn cho rằng thời điểm nâng lãi suất trở lại vẫn còn rất xa. Như vậy, một lần nữa, thị trường lại tiếp tục đi ngược với nhận định của giới chuyên gia. Bởi trước đó, cả giới chuyên gia và giới đầu tư cho rằng giá vàng tăng chỉ có 47 và 46%. Còn là tại thị trường trong nước, khối lượng giao dịch và nhu cầu cực ảm đạm khi hầu hết các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội. Trong khi vàng miếng SJC ghi nhận tuần đi ngang, thì vàng nữ trang tăng 105.000 đồng lượng cả chiều mua chiều bán. Lượng vàng nắm giữ của FPDR, quỹ tín thác vàng lớn nhất toàn cầu hiện nay chỉ còn 1.001,72 tấn. Trong tuần, quỹ ETF này giao dịch tất cả là 3 phiên, với cả 3 phiên bán ra tổng cộng là 9,89 tấn vàng. Đó là những dữ liệu và con số của thị trường vàng trong tuần vừa qua. Thế còn trong tuần tới, liệu giới chuyên gia và giới đầu tư họ đã có những nhận định gì và tỷ lệ dự đoán giá vàng tăng chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm? Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, rõ ràng sau hội nghị Jackson Hole, nhiều người đã quay trở lại với thị trường vàng. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và có biến động. Trong tuần tới, nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố và thị trường cũng sẽ có sự rung lắc nhất định. Theo khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của hãng tin Kikuliu, phần lớn các nhà đầu tư bán lẻ và chuyên gia phân tích trên phố Wall đã dành góc nhìn tích cực cho thị trường vàng. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell không hề đưa ra kế hoạch rõ ràng về việc Fed sẽ thu hẹp chương trình mua trái phiếu trong bài phát biểu rất được mong chờ tại hội nghị Jackson Hole. Ông Powell cho biết, ông nhận thấy tiềm năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giảm lượng mua tài sản trong năm nay. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng vẫn còn một số điều không chắc chắn xung quanh đại dịch COVID-19 và biến thể Delta đang lan rộng. Chủ tịch Fed phát biểu, quan điểm của tôi là sự tiến bộ đáng kể hơn nữa về lạm phát đã có. Cũng đã có một sự tiến bộ rõ ràng về thị trường lao động. Tại cuộc họp tháng 7 của thị trường mở liên bang, tôi cũng như hầu hết những người tham gia đều cho rằng nếu nền kinh tế phát triển rộng rãi như dự đoán, có thể thích hợp để bắt đầu giảm tốc độ mua tài sản trong năm nay. Có một điều đáng chú ý là báo cáo việc làm tháng 7 đã khá tích cực, nhưng cũng không thể không kể tới sự lan rộng hơn nữa của biến thể Delta. Chúng tôi sẽ đánh giá cẩn thận dữ liệu sắp được công bố và những rủi ro đang phát triển. Ngay cả sau khi việc mua tài sản của chúng tôi kết thúc, việc chúng tôi nắm giữ nhiều chứng khoán dài hạn hơn sẽ tiếp tục hỗ trợ các điều kiện tài chính phù hợp. Theo các nhà phân tích, bình luận của ông Powell nghiêng về phía ôn hòa hơn, tạo ra một áp lực bán đối với đồng đô la Mỹ. Điều này đã hỗ trợ cho vàng. Theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng tin Kikuliu, đa số các nhà phân tích kỳ vọng đà tăng của ngày thứ 6 sẽ tiếp tục trong tuần tới. Tuần này, có 16 nhà phân tích trên phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Kikuliu. Có 9 người trong số đó chiếm 56% nhận định giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ngược lại, 4 nhà phân tích tương đương với 25% dự báo giá vàng sẽ đi xuống. 3 nhà phân tích còn lại tương đương với 19% dành góc nhìn trung lập với vàng trong thời gian tới. Trong khi đó, tổng cộng có 801 phiếu bầu được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên thị trường bán lẻ. Có 398 người được hỏi
chiếm 50%, nhận định thị trường sẽ tích cực. 243 người khác, tương đương với 30%, khá bi quan về vàng. Còn lại 180 phiếu, tương đương với 20%, dự báo giá vàng sẽ đi ngang. Ở tuần trước, các nhà phân tích trên phố Wall và giới thương nhân bán lẻ khá hoài nghi về vàng. Tâm lý thị trường vàng ở mức thấp nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, những bình luận của ông Power đã thay đổi một luồng sinh khí mới vào thị trường. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch ở mức 1.817 đô la Mỹ, tăng gần 2% so với tuần trước. Giá vàng đang giao dịch gần mức cao nhất trong vòng 3 tuần và đã hoàn toàn phục hồi sau cú sụt giảm chớp nhoáng gần đây. Yếu tố cơ bản hỗ trợ vàng hiện nay chính là tính ôn hòa của Fed. Theo một số nhà phân tích, những bình luận mới nhất của ông Powell cho thấy vẫn còn nhiều điều bất ổn xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ. Ông Arianda, chủ tịch của Arianda Management chỉ ra rằng ông Powell đã không nói bất kỳ điều gì mà chúng ta không mong đợi. Dù vậy, thị trường có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lãi suất cao hơn vẫn là một số điểm chưa xác định trong tương lai, bất chấp lạm phát cao hơn. Với sự gia tăng mạnh mẽ trong việc mua trái phiếu trong tháng, Fed có rất nhiều cơ hội để bắt đầu giảm bớt lượng mua mà không làm ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán của mình. Ông John Phoenix, người sáng lập Phoenix Consulting, cũng nghĩ rằng chính sách tiền tệ sẽ không sớm bị thắt chặt. Ông hé lộ rằng, ngoài tăng cường mua vàng, ông đang coi sự suy giảm của cổ phiếu lĩnh vực khai thác kim loại quý là cơ hội mua. Vị này giải thích, tổng số việc làm vẫn còn thấp hơn 6 triệu việc làm so với mức tháng 2 năm 2020. Chúng tôi tin rằng giảm dần không phải là thắt chặt và chúng tôi đang tận dụng các nhịp giảm của cổ phiếu khai thác để mua chúng. Ông Adam Burton, người đứng đầu mảng chiến lược tiền tệ tại Forex Line cho rằng vàng đang có nhiều tiềm năng hơn do đồng đô la Mỹ chịu nhiều áp lực sau những bình luận của ông Power. Mặc dù hầu hết các nhà phân tích đang kỳ vọng vàng lên mức giá cao hơn vào tuần tới, nhưng vẫn còn khá nhiều sự không chắc chắn xung quanh động lực tăng giá của thị trường. Ông Philip Sable, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futuri cho rằng dự kiến thị trường vàng sẽ cao hơn vào tuần tới. Tuy nhiên, ông sẽ tận dụng bước tăng là cơ hội bán trước số lượng bảng lương phi nông nghiệp vào hôm thứ Sáu. Ông nói thêm rằng số lượng việc làm mạnh có thể sẽ khiến giá vàng quay trở lại mức thấp nhất gần đây. Tôi nghĩ rằng giới đầu tư đã tận dụng đợt giảm trước đó để gom vàng. Vàng sẽ bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế trong vài tuần tới. Ông Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Goldman Forex nói rằng thị trường vàng dường như đang hơi tích cực trước báo cáo việc làm hôm thứ Sáu. Tôi sẽ chờ đợi vàng tăng hơn nữa để bán vào đầu tuần tới và sẽ mua trở lại khu vực 1.820 cho đến 1.830 đô la Mỹ một ao khi thị trường ổn định. Các bạn thân mến, tuần tới với 56% chuyên gia trên phố Wall và 50% số người được khảo sát trên thị trường bán lẻ cho rằng giá vàng sẽ tăng, một tỷ lệ dự đoán có phần tích cực hơn so với tuần trước. Liệu thị trường có đi đúng hướng với nhận định và dự đoán của họ hay không thì đó vẫn là một ẩn số. Các bạn nhớ hãy theo dõi thị trường ở trong các bản tin nhé. Các bạn thân mến, bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021 trên kênh của Minh Pháp đến đây cũng xin được khép lại. Các bạn nhớ hãy đón xem các bản tin được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của Minh Pháp nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Nếu như các bạn yêu kim loại quý và cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Pháp một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.